Chào các bác nhá. Anh em tôi này, quần áo ngụy trang. Như hôm trước đã giới thiệu với các bác rồi. Hôm nay giới thiệu cho các bác chi tiết về cái bộ quần áo ngụy trang này nhá. Hàng cao cấp. Quay gần nữa. Đầu tiên là cái kết cấu của nó nhá, là chất liệu vải là vải kaki. Vải kaki phẳng này. Vải này là cái vải mặc các bác sẽ ngấm mồ hôi. Đấy. Mở phía ngoài ra lại còn cái phía trong cũng là ngụy trang luôn nhá. Cái này là vải thấm nước này, mặc nó mát, nó không phải là cái loại vải không thấm nước đâu, mặc nó rất là mát nhá. Nó là hàng kaki cao cấp. Dây kéo khóa là nhựa này, cực kỳ trơn này. Ống tay là sẽ có cái bu rông. Thì bây giờ các bác xem cái cấu hình, cái kết cấu của bộ quần áo như nào nhá, thì các bác nắm được để các bác mua hàng cho dễ nhá. Thế còn giá thành của bộ quần áo này sẽ là 600.000, 600.000 đã bao gồm cả phí rồi. Túi là túi chéo này, túi rất là sâu. Cái miệng túi này thì có cho các bác là cái khóa để bảo vệ đồ, chống rơi đồ nhá. Thế còn về phần quần, đây các bác nhìn này, quần ấy là quần ống, là ống suông nhá, ống suông. Thế còn trường hợp anh em nào mà đi tất thì muốn bó chân lại thì mình sẽ bó vào. Ống là ống suông này. Túi là túi một bên này. Túi một bên này thôi. Đây. Túi bên này nhá. Túi bên này phía sau không có túi. Thế còn về phần cạp ấy thì sẽ là cạp bằng chun. Anh em bụng nào cũng vừa được, to nhỏ vừa được hết nhá, cạp chun. Đấy. Thì bây giờ các bác xem sơ các bác sẽ thấy được này. Quay sau đấy. Chất liệu vải kaki. Màu lá cây khô như thế này. Nhá. Có cái mũ chụp liền lên đầu, mũ chụp liền lên. Thế còn cái mũ này nhé, các bác lưu ý này, cái mũ này là cái mũ các bác cần thì phải mua thêm. Shop đặt được đúng cái màu lá cây khô phù hợp với bộ quần áo này. Thế còn cái mũ chính này là cái mũ này, mũ chính cái bộ này. Thế bây giờ cái này này, nó thiết kế rất là tinh tế nhá. Nó có thêm cái miếng lưới đen này này, có thêm miếng lưới đen này để chống muỗi cắn. Đây các bác mặc vào nhá, các bác thả nó vào trong này. Rồi xong mình kéo khóa lại. Là khi các bác đi săn ấy là chống muỗi dĩn nó bay thẳng vào mặt mình. Đấy nhá. Thế còn trường hợp mà không dùng đến cái chức năng này ấy, thì mình sẽ thả nó ra. Thả ra phía sau đây. Và cái này này thì nó sẽ thay làm cái cổ áo nhá. Đấy, sẽ là cái cổ áo để lên cho mình. Đấy nhá. Cái bộ này là rất là tinh tế. Nhiều cái thiết kế mới. Đây là chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang lá cây khô. Đấy. Cái này thì sẽ đủ có các size cho các bác lựa chọn, là có 3 size cơ bản nhé. Ai mà to nhất thì sẽ mặc cái size số 48 này. Số 48 này cho anh em phải là trên 1m7, nặng 70-80 cân. Nhưng ngoài ra thì sẽ size 46, size 44 nhá. Đây này size 46 này, size 46 này, size 44 này, size 44. Ví dụ như đây ấy là bạn người mẫu bên này, bạn chính bên này là đang mặc size số 46. Còn ở tôi thì đang mặc size số 44 nhá. Anh em lựa chọn nhá. Thì mỗi một bộ này thì nó là 600.000. 600.000 cho một bộ đã bao gồm cả phí cước rồi. Thì ngoài ra thì các bác có thể mua thêm được nữa để kết hợp để dùng cho đủ bộ luôn ấy, là khẩu trang này. Khẩu trang này. Mũ này. Các bác lưu ý nhá, mũ với khẩu trang là mua thêm. Còn đâu là quần mấy áo là sẽ có bộ quần áo không thôi. Đây này là đúng bộ luôn này. Nha các bác nha. Đây là giới thiệu chi tiết với các bác về cái bộ quần áo ngụy trang. Thì các bác xem cho kỹ, nắm mắt được thì đưa ra quyết định mua hàng nhé. Giá là 600.000 một bộ, bao phí đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, có nghĩa là gửi hàng về tận nhà cho các bác. Đấy, các bác bỏ ra xem và kiểm tra, mặc thử. Vừa bạn không có lỗi gì nữa, các bác nhận hàng, thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng. Thế còn trường hợp các bác cần thêm cái áo ngụy trang mà áo cộc thì trong này nữa nhá, nào shop cũng có luôn. Đấy, luôn cả bộ luôn. Cái này nhá, các bác này nhìn này. Cái kết cấu của nó, cái ống quần ấy ở phía dưới này. Cái dưới này nó làm sẵn cho mình một cái dây thắt. Trường hợp nào mà anh em thích dùng ống bó ấy, thì sẽ sắn này lên và thít dây này lại để cho ống nó bó lại. Thế còn bình thường mà kéo hết ra ấy thì nó sẽ là dạng suông. Thế còn ai muốn dùng bó thì là sẽ tự kéo vào. Đấy nhá. Đây là cơ bản cái kết cấu của cái bộ này như vậy. Các bác xem cho kỹ nhá. Cái bộ quần áo này thì em mặc kết hợp với thêm giày đi rừng này, mũ, khẩu trang thì là thật là tuyệt vời rồi. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Xin chào anh em.